Xin chào các bác nha. Em tiếp tục lên sóng con máy lạnh Toyotomi, một con rất là VIP này các bác. Một con máy lạnh rất VIP, vỏ mặt mũi nguyên bản, còn khá là sáng đẹp. Hàng hiếm. Mã số 3 có test nhiệt độ là 14,7 độ C tại cửa gió ra. Máy chạy ngon lành. Đặc biệt là con này là có một cái điểm khác các máy khác là con này sản xuất tại Nhật các bác nhé, made in Japan. Rất là hiếm, chỉ có duy nhất model này có thôi, rất tại Nhật. Trước này thì không có điều khiển từ xa đâu ạ, chỉ có nút tắt bật ở đây, nó mất điều khiển rồi. Còn có 3 khử khuẩn. Đấy, bác nào không cần điều khiển từ xa thì các bác lấy con này nhé. Bình thường con này có điều khiển từ xa mà zin của nó em bán 4 triệu 2 đấy ạ. Đấy, con này không có điều khiển từ xa bán 3 triệu nhé. 3 triệu, bảo hành 6 tháng, chi phí vận chuyển. Chưa biến áp, máy từ Nhật sử dụng điện 100V ạ. Chiếc này sẽ chạy cho phòng khoảng 15m2, chạy cực lì êm luôn vì máy này con này sản xuất tại Nhật, chạy cực hay. Đấy, mẫu mã tròn đẹp, cửa gió ra đằng trước này. Đấy, chạy ok ngon này, nhiệt độ test xuống lạnh sâu êm ái. Đấy, có té nước nha các bác nhá, tự động tiêu nước luôn. Đấy, máy hàng Nhật sản xuất luôn đấy ạ, 3 triệu. Và còn có alo nhá, lắp mọi nơi mọi lúc được, cắm điện là mát, sử dụng điện 100V. Các bác mua Việt Nam khoảng 1.500W trở lên nhé.